Thưa quý vị, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức đặt vòng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Tham dự lễ đặt vòng hoa và dâng hương sáng nay có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước và phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục có nhiều giải pháp đưa Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới, không ngừng nâng cao đời sống người dân, trong đó dành nhiều nguồn lực để quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố có cuộc sống ngày càng tốt hơn.